Ban biên tập chúng tôi rất vui khi được chào đón quý vị đến với kênh Bản tin Nhà Nông. Đây là kênh ban biên tập chúng tôi chuyên cung cấp thông tin về thị trường gia súc nhanh nhất và chính xác nhất. Quý vị đừng quên ấn like và đăng ký để kịp thời nắm bắt những thông tin quan trọng mà chúng tôi cung cấp. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, bình yên và may mắn. Hơn 10 năm nay, gia đình anh Trịnh Văn Khỏe, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ chăn nuôi trâu, bò theo hình thức vỗ béo với số lượng duy trì khoảng 80 con trên một lứa. Đàn trâu bò được nuôi nhốt hoàn toàn trong khu chăn nuôi xây dựng kiên cố, rộng rãi để đảm bảo thức ăn. Anh Khỏe đã chuyển hơn 1 hectare đất ruộng, đất vườn sang trồng cỏ voi. Khi sức ăn trâu có giá cao, đàn trâu là vật nuôi đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Tuy nhiên, 3 năm gần đây, nuôi trâu bò không đem lại hiệu quả kinh tế, thay vào đó là những lo âu khi giá vật nuôi này xuống thấp và khó tiêu thụ. Anh Khỏe chia sẻ, trước năm 2021, trâu bò có giá hơn 100.000 đồng một ký hơi, có thời điểm lên tới 130.000 đồng một ký hơi. Thời điểm cuối năm 2021 đến nay, giá trâu bò hơi liên tục giảm dần. Một ký hơi từ hơn 100.000 đồng một ký xuống chỉ còn 90 rồi 70 và hiện tại chỉ còn 60 đến 65.000 đồng một ký. Giá liên tục giảm khiến việc chăn nuôi của gia đình tôi trở nên khó khăn, thua lỗ. Vì vậy, gia đình đã chuyển sang nuôi trâu bò thịt và chỉ dám nuôi cầm chừng, duy trì số lượng từ 10 đến 15 con. Đàn trâu 8 con của gia đình chị Lương Thị Thanh, bản Nong Vai, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên đã nuôi cầm chừng hơn 3 năm nay. Dù đã quá thời kỳ xuất bán, nhưng hy vọng giá bán trâu bò sẽ tăng trở lại. Gia đình chị vẫn duy trì nuôi cầm chừng để chờ được giá thì xuất chuồng. Vậy nhưng càng nuôi lâu càng lỗ vốn khi giá trâu bò không có dấu hiệu khởi sắc. Cực chẳng đã, mới đây chị Thanh đành phải bán tháo đàn trâu với mong muốn vớt vát chút vốn. Chị Thanh chia sẻ, sau bán, hạch toán lỗ hơn 100 triệu đồng. Nguyên nhân chính đẩy giá trâu bò xuống thấp là do thị trường Trung Quốc cả thời gian dài gần như họ không nhập khẩu nguồn gia súc này. Đến khi thị trường mở cửa trở lại thì hoạt động nhập khẩu bị kiểm soát chặt. Bên cạnh đó là do nhu cầu tiêu thụ trong nước và trong tỉnh chậm khiến việc tiêu thụ trâu bò ngày càng khó khăn. Việc gặp khó thậm chí thua lỗ khi giá trâu bò giảm hầu hết xảy ra ở các hộ chăn nuôi trâu bò theo hình thức vỗ béo. Bởi thông thường nuôi theo hình thức này, nuôi nuôi chỉ từ 4 đến 5 tháng là xuất chuồng. Trong khi thị trường tiêu thụ bấp bênh không ổn định nên khó xoay vòng nguồn vốn, nhất là đối với những gia đình vay vốn để chăn nuôi. Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân làm ngay các biện pháp ổn định sản xuất, tiết giảm chi phí. Người dân cần cắt giảm nguồn thức ăn công nghiệp và tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, thân các loại cây ngô, đậu, lạc đều lên men nhằm giảm chi phí và tạo nguồn thức ăn ổn định trong thời gian dài, phát triển diện tích trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn cho trâu bò. Đồng thời có giải pháp giảm đàn phù hợp, không giảm một cách ồ ạt khiến nguồn cung bị đứt gãy. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là mức tiêu thụ thịt trâu bò trong nước rất ít, thị trường Trung Quốc thì bấp bênh và hơn hết là nhiều hộ chăn nuôi đang lỗ vốn đầu tư từ những đợt chăn nuôi trước nên không còn nguồn lực đầu tư tiếp. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh không mặn mà với nghề chăn nuôi trâu bò. Tuần qua, thị trường heo hơi phía Bắc đi ngang vào đầu tuần và quay đầu giảm tại nhiều địa phương vào giữa tuần. Theo đó, hiện chỉ còn Hà Nội và Phú Thọ vẫn giữ giao dịch tại ngưỡng 64.000 đồng một ký, cao nhất cả nước. Ngược lại, hai tỉnh Ninh Bình và Lào Cai đang cùng dao động tại mức 62.000 đồng một ký, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại mua bán heo hơi tại giá 63.000 đồng một ký. Khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng giảm nhẹ một giá tại Nghệ An và Thanh Hóa về mức 62.000 đồng một ký, cùng giá với Hà Tĩnh, Quảng Bình và Lâm Đồng. Hiện tại, khu vực này đang mua bán chênh lệch trong khoảng từ 60.000 đến 62.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Nam là khu vực ghi nhận nhiều biến động nhất trong tuần qua. Hiện tại, các thương lái phía Nam đang thu mua heo hơi từ 60 đến 63.000 đồng một ký. Cụ thể, giá heo hơi tại khu vực này giảm 1.000 đồng đến 2.000 đồng một ký tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Bình Dương. Ngược lại, các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An và Cà Mau tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký. Xin cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian cùng ban biên tập chúng tôi lắng nghe bản tin hôm nay. Chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi quý vị lan tỏa, chia sẻ video đến mọi người. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Chúc quý vị cuộc sống luôn ngập tràn hạnh phúc.